tử vi tháng 1 năm 2023 của 12 cung hoàng đạo dự đoán tình duyên, tiền bạc, công danh sự nghiệp. Sức khỏe của mình trong tháng mới chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương tháng 1 năm 2023 tử vi tháng 1 của Bạch Dương đón tháng mở đầu năm 2023 với tâm trạng khá hân hoan và ấp ủ nhiều nhiệt huyết. Đây là thời điểm hoàn hảo để lên kế hoạch cho một năm trước mắt và hoàn thiện những thứ còn giang dở nếu Dương Dương muốn gặt hái thêm nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa. Tròm sao này tích cực trong việc giao lưu với mọi người xung quanh điều này sẽ giúp bạn gây ấn tượng với người khác nhờ thế mà các mối quan hệ tình cảm của bạn phát triển mạnh mẽ hơn người độc thân sẽ tìm thấy những người yêu nhau trong các cuộc tụ họp dịp này tháng này bạn sẽ phát triển hơn nữa về chuyên môn với sự giúp đỡ của bạn bè và các mối quan hệ xã hội mang lại triển vọng thú vị trong công việc của mình nhìn chung không có vấn đề gì phải lo lắng chỉ cần bạn phát huy tốt những thế mạnh của mình là mọi việc sẽ suôn sẻ tình hình tài chính khá tốt bạn sẽ nhận được tiền từ các khoản đầu tư đã thực hiện trong quá khứ tiền bạc cũng sẽ đến theo cách của bạn người kinh doanh buôn bán thu hút các đối tác đầu tư mới có thể là các quỹ đầu tư mạo hiểm Hai, tử vi cung Kim Ngưu tháng 1 năm 2023 trong tháng 1 Kim Ngưu được khuyên phải trân trọng con người và cuộc sống trước mắt. Có thể bạn muốn phát triển mạnh mẽ, vươn xa hơn nữa, nhưng đừng quá vội vàng. Hãy nhìn xa trông rộng cũng như có các kế hoạch cụ thể và chi tiết để tránh rủi ro. Đồng thời cũng đừng vì mải mê chạy về trước mà bỏ quên những giá trị tốt đẹp ở ngay bên cạnh mình với người độc thân sẽ có đối tượng xuất hiện và khiến bạn bị cảm nắng vào khoảng cuối tháng lời khuyên cho các bạn là nên dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình nếu như cơ hội đang có sẵn với người đã có đôi để chuyện tình cảm được mặn nồng thì bạn nên có những hành động lãng mạn nhằm hâm nóng và thêm chút gia vị cho mối quan hệ cả hai công việc sự nghiệp có gặp chút khó khăn trong bước triển khai nhưng nghiêu nhi không phải lo lắng quá vì bạn đã có đồng nghiệp và cấp trên tận tình giúp đỡ nếu cần hãy mạnh dạn nhờ họ giúp đỡ nhé tình hình tài chính của bạn cũng không được suôn sẻ cho lắm nhưng mọi vấn đề sẽ được giải quyết vào cuối tháng khi tài lộc tăng lên trông thấy đó có thể là nhờ khoản thưởng tết nên tài khoản của bạn tăng tiến khá nhanh 3. Tử vi cung song tử tháng 1 năm 2023 tháng mới này, song tử hình thành cho mình những thói quen rất tốt, cuộc sống của bạn nhờ thế cũng có sự cải thiện khá rõ. Bạn cũng nên chú ý để không bị phân tâm làm bất cứ việc gì, tập trung có thể nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và hoàn thành tốt nhiệm vụ người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ với một vài người vào giữa tháng thông qua các hoạt động xã hội, một trong số đó sẽ khá tâm đầu ý hợp với bạn và hai người sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong tháng này, thần tình yêu đã tìm tới và mang cho bạn một mối quan hệ đẹp như mơ. Tròm sao này có xu hướng thích tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn trong tháng đầu năm 2023 này. Nhờ đó bạn mở rộng thêm nhiều mối quan hệ giúp ích cho sự nghiệp của chính mình, nhưng cũng đừng quên trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để hoàn thành công việc tốt hơn nhé. Sức khỏe của cung hoàng đạo này trong tháng 1 năm 2023 khá ổn, không phải lo lắng quá nhiều vì chẳng có bệnh tật nào gây khó dễ cho bạn cả đâu. Tuy nhiên trong khi đi lại tham gia giao thông nên cẩn thận hơn vì có thể va chạm, té ngã, gần Tết cổ truyền thì càng nên chú ý vấn đề này hơn nhé song tử. Bốn, tử vi cung cự giải tháng 1 năm 2023 bói tử vi nói rằng cự giải xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong tháng này. Nhờ vậy, bạn đi đến đâu cũng rất được lòng mọi người, được giúp đỡ tận tình việc có thêm những người bạn mới cũng sẽ đem lại may mắn cho bạn. Nếu vẫn đang độc thân, những chú cua cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do tự tại, bình thản. Bạn vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương thay vào đó là lo lắng và quan tâm sự nghiệp hơn. Mặc cho người nhà thúc giục, bạn vẫn muốn tập trung phát triển bản thân trước. Tháng mới sẽ có nhiều những thay đổi bất ngờ trong công việc của giải giải đây là thời điểm tốt để bạn tiếp tục các kế hoạch công việc giúp bạn có đủ tự tin sức mạnh để giành lấy ưu thế của mình chiếm được lòng tin của mọi người tình hình tài chính không phải là vấn đề khiến bạn phải bận tâm trong thời gian này song cự giải vẫn nên cân đối chi tiêu và tiết kiệm hơn vì sắp tới bạn sẽ thu được những khoản tiền kha khá, khá. Nam, tử vi cung sư tử tháng 1 năm 2023 tháng mới của sư tử không nên đặt quá nhiều niềm tin vào người khác nếu không muốn phải chuốc lấy thất vọng. Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời mình ngoài chính bản thân, hãy nhớ đầu tư vào bản thân sẽ an toàn hơn rất nhiều. Người độc thân có thể cảm thấy lo lắng khi chưa thể tìm được người có thể thấu hiểu mình. Bình tĩnh nào, đây là lúc bạn cần phải thư giãn, thả lòng hãy suy nghĩ tích cực lên cố gắng duy trì và mở rộng thêm các mối quan hệ nữa nhé rồi thần tình yêu sẽ ghé thăm thôi tháng này sư tử có thể đón một vài thay đổi về công việc và điều đó khiến bạn cảm thấy khá khó chịu tuy nhiên mọi sự thay đổi không hoàn toàn chỉ đem lại rủi ro mà có thể sẽ đem tới cho bạn một cơ hội mới tốt hơn bạn cần lạc quan và mạnh mẽ để thích nghi với mọi thay đổi bất ngờ Tin vui là tài lộc của chòm sao này đương đối thuận lợi. Các hạng mục đầu tư kinh doanh trước đây bắt đầu đem lại lợi nhuận tiền đổ về túi. Nhờ thế bạn có thể tích lũy được một khoản không nhỏ. Hãy cứ vui vẻ tận hưởng, quản lý, sắp xếp tài chính theo ý của mình, không phải tính toán quá nhiều. 6 tử vi cung sử nữ tháng 1 năm 2023 xem tử vi tháng 1 năm 2023 của 12 chòm sao, sử nữ nên điều chỉnh thái độ của mình trong tháng này, quá mức kiêu ngạo hay thích thể hiện sẽ rất dễ gây phản cảm. Trước khi định phát ngôn điều gì đó về một người, hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của đối phương để hiểu vì sao người ấy lại hành động như vậy. Người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm một nửa xác suất gặp được trong tháng này tuy không cao nhưng bạn vẫn nên kiên trì. Nếu vận mệnh không yêu ái, bạn có thể tự tìm kiếm cơ hội cho mình bằng cách mở rộng các mối quan hệ xem sao. Sự nghiệp tiến triển tốt hơn, tuy có nhiều áp lực cũng như quấy rối trong công việc từ tác nhân bên ngoài khiến bạn không an tâm cho lắm, nhưng cũng có không ít tình huống may mắn bất ngờ. Vì thế đừng lo lắng quá, cứ quyết tâm thì sóng gió nào cũng sẽ qua. Sức khỏe của chòm sao này có thể gặp phải vấn đề lớn, do trạng thái tinh thần bức bối dẫn đến căng thẳng trong thời gian dài. Người bị ảnh hưởng giấc ngủ, người lại gặp tình trạng kém ăn, dần già suy nhược cơ thể. Lúc này bạn nên điều chỉnh tâm trạng đầu tiên. Để bản thân thấy thư giãn thoải mái thì tình trạng thể chất kia cũng sẽ được cải thiện. 7. Từ Vi Cung Thiên Bình tháng 1 năm 2023 trong tháng 1 này, lời khuyên cho Thiên Bình trong tháng này là cố gắng tìm ra trật tự trong những gì bạn cho là hỗn loạn ở hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống. Chỉ khi giữ được bình tĩnh, bạn mới thấy việc điều hướng rất nhiều khía cạnh của cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, những vấn đề khúc mắc trước đó cũng chẳng thể làm khó được bạn. Vận đào hoa của người độc thân ảm đạm, bản thân bạn lại không mấy mặn mà không thích giao lưu kết bạn với ai khác nên cũng khó tìm được một nửa phù hợp có lẽ bạn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nên đừng cố gượng ép tháng này tình cảm lứa đôi có phần rối ren bạn không xác định được bản thân muốn gì không biết nên tiếp tục hay từ bỏ công việc trong tháng có nhiều áp lực hơn cần duy trì trách nhiệm và tốc độ mới mong đảm bảo được hiệu suất cần có có lúc bạn thấy hoang mang muốn đổi việc nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời cố gắng bình tĩnh lại chứ đừng hành động tùy tiện mà phải hối hận thu nhập trong tháng này của thiên thiên đến chủ yếu từ công việc chính không có mấy nguồn thu bên ngoài lời khuyên cho bạn là đừng vì tham cái lợi trước mắt mà chuốc lấy hậu quả nặng nề thời gian này bạn chỉ nên cố gắng làm tốt công việc chính của mình là được 8. Tử vi cung bọ cạp tháng 1 năm 2023 tử vi 12 chòm sao cho thấy bọ cạp tả sáng. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và trên đỉnh thế giới trong tháng này. Bạn có khả năng sẽ đưa ra một số quyết định nhanh chóng miễn là chúng có lợi cho mình. Người độc thân tìm lại được tự tin và hứng thú với tình yêu, có hy vọng gặp được nhân duyên ưng ý nếu người mà bạn có cảm tình xuất hiện trong tháng này cứ nên thử tìm hiểu xem sao nhé chuyện tình cảm tốt hơn hẳn không còn lo được lo mất hai người luôn tin tưởng vào nhau nên mối quan hệ chẳng còn căng thẳng tin mừng với chòm sao này là sự nghiệp của bạn đang phát triển mạnh mẽ ngay từ đầu năm làm gì được nấy bạn vừa có động lực vừa có cơ hội nên nhanh chóng nhìn thấy hy vọng của mình chòm sao này không chỉ tự thân vận động mà còn được đồng nghiệp cấp trên ủng hộ hết mình nhờ vậy mà công việc càng thêm hanh thông tài chính của bạn vẫn khá ổn định cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng việc đầu tư kinh doanh cũng có kết quả đặc biệt bạn còn rất tỉnh táo khi nhận ra những nguy hiểm cận kề và né tránh rất nhanh nhờ vậy mà kịp thời thu hồi vốn không bị tổn thất do thị trường biến động 9. Tử vi cung nhân mã tháng 1 năm 2023 tử vi hàng tháng cho thấy nhân mã có vẻ khá rối ren trong tháng này, khiến bạn khó tập trung để làm những việc mình muốn. Nếu không sớm kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh kế hoạch, con đường tiếp theo của bạn sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Người độc thân khó mà gặp được nhân duyên hài lòng, không phải là bạn lười gặp gỡ. Làm quen mà chỉ là gặp rồi nhưng không có hứng thú với ai cả những mối quan hệ không đi tới đâu đang bào mòn sự kiên nhẫn của chòm sao này tháng này bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn hiểu lầm với người khác gây bất hòa trong các mối quan hệ xã giao công việc vẫn tiến triển đúng hướng nhưng vì lỡ mồm lỡ miệng mà bạn bị tiểu nhân bắt thóp buông lời thị phi tốt nhất nên thận trọng trong ứng xử tránh đắc tội với người khác Tài chính trong tháng tiêu hao quá nhiều do bạn tốn khoản không nhỏ cho các khoản mua sắm, giao tiếp, gặp gỡ mở rộng mối quan hệ. Cũng vì tài vận không tốt nên bạn đừng vội đầu tư vào các hạng mục mới, nên làm tốt quy hoạch tài vụ, duy trì thu chi cân bằng, tránh lạm phát. 10 tử vi cung ma kết tháng 1 năm 2023 ma kết sẽ rất thành công trong tháng này và điều này có được thể hiện theo nhiều cách. Vì vậy đừng nản lòng nếu những lĩnh vực bạn mong đợi không đạt được kết quả như mong muốn. Người độc thân cần mạnh mẽ và dứt khoát để chấm dứt những mối quan hệ mập mờ, không có kết quả rõ ràng. Việc tiếp tục dây dưa với những mối quan hệ như vậy chỉ khiến cho bạn muộn phiền và tốn thời gian thêm mà thôi công việc trong tháng tuy hơi bận rộn thường xuyên phải đi công tác hội thảo nhưng nhờ đó mà bạn phát triển thêm khả năng có nhiều thu hoạch kinh nghiệm quý giá trọng điểm của tháng chính là tích lũy kiến thức gặp cơ hội thì tạo ra thành tích chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội thăng tiến sức khỏe là một trong những yếu tố nên được quan tâm hàng đầu của bạn trong tháng này Do thói quen ăn uống thất thường nên bạn sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, đường tiêu hóa. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý hơn và chú ý khám sức khỏe định kỳ một cách đều đặn. 11. Tử Vi cung Bảo Bình tháng 1 năm 2023 Tử Vi 12 con cung Hoàng đạo nói rằng Bảo Bình cần phải kiên trì theo đuổi mục tiêu hơn chiến thắng đã rất gần chỉ cần bạn kiên nhẫn hơn một chút sẽ thu được tin vui trong tháng này nếu bạn đang có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới thì nên tạm gác lại đây chưa phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này đâu song bạn cũng không cô đơn vì bên cạnh vẫn có gia đình và bạn bè mà hãy cứ tận hưởng sự tự do khi đang độc thân đi nhé nhìn chung bạn sẽ khá bận rộn vì khối lượng công việc ngày càng tăng lên đòi hỏi phải thực sự chăm chỉ và kiên nhẫn hãy cứ tự tin vào khả năng của mình nhất định bạn sẽ giành được kết quả tốt các bạn học sinh cho thấy sự quyết tâm cao độ của mình trong việc cải thiện thành tích học tập bạn luôn được gia đình và thầy cô động viên nên cũng tự tin hơn việc mua sắm tùy tiện sẽ khiến bạn tiêu tốn một khoản không nhỏ dù cuối tháng sẽ có lương và thưởng tết nhưng cũng đừng quá tay hãy nghĩ sau Tết còn cả một tháng nữa mới có lương và còn nhiều việc phải chi tiêu cơ mà. Mười hai, tử vi cung song ngư tháng 1 năm 2023 song ngư vẫn diễn ra theo đúng lộ trình, tuy nhiên bạn phải chắc chắn trong từng quyết định đưa ra nếu không muốn gặp phải rắc rối. Nếu vẫn đang độc thân tháng này chính là thời điểm thích hợp để bạn tìm thấy một nửa phù hợp cho mình bắt đầu một mối quan hệ mới đầy triển vọng chỉ cần bạn mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm mà người khác trao gửi thôi nếu đã có đôi hai bạn đang trong những tháng ngày vô cùng ngọt ngào cùng hướng về mục tiêu chung duy trì mối quan hệ lãng mạn cơ hội công việc cũng đến với cung hoàng đạo này bạn có nhiều thời cơ tốt để thể hiện khả năng nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên mở rộng đường thăng tiến trong tương lai tháng này dù tài lộc tăng vì có khoản lương và thưởng cộng dồn nhưng ngư nhi vẫn nên áp dụng chính sách tiết kiệm và tích lũy hết sức nhé hãy bỏ qua những món đồ được giảm giá cực kỳ sốc hãy chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và phù hợp với mình thôi